Xin chào các bạn. Chắc hẳn không ít bạn đã gặp tình trạng khi mở cửa sổ của chương trình soạn thảo lên thì giữa giao diện của chương trình xuất hiện một cái ký tự đặc biệt và phía dưới của nội dung văn bản có những gạch chân màu đỏ làm cho chúng ta cảm thấy rất khó chịu. Chúng ta thử mở một tệp tin văn bản có sẵn, tình trạng trên vẫn xuất hiện. Tuy nhiên khi in ra thì những cái ký tự hay những gạch chân màu đỏ này nó không còn nữa. Vậy để loại bỏ cái ký tự này và những gạch chân này đi, chúng ta sẽ làm như thế nào? Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn, cái ký tự đặc biệt này không phải là lỗi của chương trình, nên là dấu ngắt đoạn giúp chúng ta kiểm soát nội dung của văn bản xem đã ngắt đúng hay chưa. Còn gạch chân màu đỏ, đó là tính năng kiểm tra từ vựng và ngữ pháp trong tiếng Anh. Để bỏ dấu ngắt đoạn, chúng ta sẽ vào danh mục Home và bỏ chọn dấu ngắt đoạn. Đối với dấu gạch chân màu xanh đỏ ở phía dưới, nó rất hữu ích với tiếng Anh, tuy nhiên với tiếng Việt của chúng ta thì không cần thiết. Chính vì vậy, để loại bỏ tính năng này, chúng ta sẽ vào danh mục File, chọn Option, chọn Grouping. Trong mục Grouping, chúng ta sẽ bỏ chọn tất cả các dấu tích có đang có. Sau đó chọn OK. Ta lưu lại văn bản. Chúc các bạn thành công.